Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vũ, là một người yêu thích và tham gia tập luyện 3 môn phối hợp được gần 2 năm nay. Và lần thi Ironman 70.3 Đà Nẵng năm 2019 sắp tới này sẽ là lần thứ 7 mình tham gia một cuộc thi 3 môn phối hợp cự ly trung bình. Qua 6 lần tham gia thi vừa rồi thì mình có một chút kinh nghiệm nho nhỏ liên quan đến phần đạp xe và mong muốn được chia sẻ đến tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn lần đầu tiên tham dự cuộc thi 70.3 Đà Nẵng năm 2019 sắp tới này. Đối với khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần trước khi race thì đối với môn xe đạp thì bạn phải đảm bảo rằng bạn phải hoàn tất tất cả các chỉnh sửa, thay thế, lắp đặt gear cho xe của bạn. Ví dụ như là bạn muốn lắp đặt thêm cái bình nước ở trên thanh nghỉ aero bar, hoặc là bạn muốn sắm một nón bảo hiểm mới, hoặc là một đôi giày đạp mới, thì bạn phải hoàn tất tất cả các mua sắm và chỉnh sửa này trong thời gian 2 đến 3 tuần trước ngày thi. Để bạn phải đảm bảo rằng bạn có được từ 2 đến 3 lần đạp dài với những cái món đồ mà bạn đã lựa chọn đó, để bạn có thể thích nghi hoàn toàn với lại những cái lựa chọn đó trước ngày thi. Phần thi xe đạp trong 3 môn phối hợp là một phần thi đòi hỏi tương đối nhiều sự chuẩn bị. Do đó mình khuyên các bạn nên đến Đà Nẵng trễ nhất là 2 ngày trước ngày thi, đó là vào ngày thứ 6. Trong thời gian 2 ngày, trễ nhất 2 ngày tới sớm này thì bạn có nhiều việc cần phải làm liên quan đến phần thi xe đạp. Đó là việc các bạn phải lắp ráp lại xe sau khi các bạn di chuyển xe tới Đà Nẵng. Và một công việc quan trọng, rất quan trọng, đó là các bạn phải đạp thử đường đạp. Các bạn phải tìm hiểu địa hình của nơi mình thi, thời tiết, gió. Và đặc biệt là khi mà các bạn đạp thử đường đua thì các bạn sẽ có cơ hội để mà chỉnh sửa lại, cân chỉnh lại chiếc xe đạp của mình để đảm bảo rằng chiếc xe đạp của bạn trong tình trạng hoàn hảo nhất trước khi các bạn đưa vào khu vực bay check-in. Tại Expo có bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ các bạn có những cái cân chỉnh cuối cùng để trước khi các bạn đưa vào khu vực bay check-in. Phần thi xe đạp trong 3 môn phối hợp là một phần thi đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị kỹ càng. Do đó mình khuyên các bạn nên tới Đà Nẵng trễ nhất là ngày thứ 6, có nghĩa là 2 ngày trước ngày thi. Trong thời gian 2 ngày này tới sớm này thì các bạn sẽ có nhiều việc để làm liên quan đến phần thi xe đạp. Ví dụ như là các bạn phải lắp ráp lại xe, và một việc rất là quan trọng mà mình khuyên các bạn nên làm đó chính là đạp thử đường đạp để các bạn cảm giác được cái thời tiết của Đà Nẵng nó như thế nào. Đặc biệt là đối với các bạn mới thi lần đầu, nắng gió ở Đà Nẵng sẽ là một trở ngại tương đối khó đối với các bạn mới. Do đó mình khuyên các bạn nên đạp thử đường đạp vào ngày thứ 6 hoặc là thứ 7. Qua những lần đạp thử này thì đó là cơ hội cho các bạn kiểm tra lại tình trạng xe của mình lần cuối trước khi các bạn đưa vào khu vực bay check-in. Tại khu vực Expo có một phần kỹ thuật sẽ giúp cho các bạn có những cái cân chỉnh, sửa chữa lần cuối để mà các bạn có một cái tình trạng xe hoàn hảo nhất trước khi các bạn di chuyển xe của mình vào khu vực bay check-in vào chiều ngày thứ 7. Sau khi bạn có những buổi đạp thử và đảm bảo xe của mình trong tình trạng tốt nhất thì bạn sẽ đưa xe của mình vào khu vực T1 vào trưa và chiều ngày thứ 7. Lúc này thì mình khuyên các bạn nên xì hơi ở hai bánh xe để tránh tình trạng lớp xe của các bạn căng quá sức khi gặp thời tiết nóng và dễ bị bể bánh vào sáng ngày hôm sau. Vào sáng sớm ngày thi, sáng ngày Chủ nhật, các bạn nên tới sớm ngay sau khi khu vực T1 transition chuyển mở cửa.
Khi các bạn tới sớm thì các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để mà chuẩn bị cho chiếc xe của mình, setup những thứ cần thiết. Đầu tiên là các bạn phải bơm lại hai bánh xe. Nếu mà hôm qua các bạn xì hai bánh xe, sau đó là các bạn phải kiểm tra cái bộ chuyển động líp và dĩa để đảm bảo là nó hoạt động một cách trơn tru. Phải di chuyển dĩa và líp để đảm bảo là nó các bộ chuyển động này được hoạt động tốt. Thay đổi dĩa và líp. Và một việc nữa là các bạn nên kiểm tra bộ thắng trước và sau của mình để đảm bảo là cái xe của bạn không có bị bó phanh. Các bạn có thể kiểm tra bằng mắt. Sau đó là các bạn chuẩn bị setup xe đạp của mình. Có hai thứ bắt buộc các bạn phải có đó trong phần thi xe đạp của mình, đó chính là mũ bảo hiểm và giày đạp xe và nước các bạn mang theo xe, nutrition nếu mà các bạn pha sẵn, muối gel và bộ kit thay lớp dự phòng.